Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ đi ra vườn cà phê, mình để thả con chim mình nuôi cũng đã lâu rồi. Chim này chắc cũng hơn 10 ngày rồi, mình từ video mình lần trước. Chim này nó đã mọc đầy đủ hết cái lồng cánh rồi. Chim cỡ này nếu mà nó ở tự nhiên của nó là nó bay khỏe rồi. Giờ mình sẽ thử thả nó coi nó có bay đi luôn hay không, hay là nó sẽ quay lại nhá mọi người. Giờ mình để thử, mình tìm đoạn nào mình trong trống thì mình để thả, mình quay cho mọi người xem chim mình nuôi nó như thế nào với chim tự nhiên nhé. Chim tự nhiên thì nó cỡ này thì ban ngày thì dễ gì mình mà bắt được, chỉ có nó ngủ ban đêm thôi mình mới bắt được. Bây giờ mình thả nó, sau đó mình quay rồi mình lấy về, mình cho nó ăn xong mình cho nó về nghỉ nha mọi người. Chim này cũng hơi hiền, thấy nó thế này thôi, nhưng mà mình mang nó ra ngoài thì nó cũng hơi sợ sợ. Và bây giờ mình sẽ thử đặt nó trên cây cà phê để xem nó có bay đi luôn hay không. Rất là đẹp. Mà chim này bữa trước là mình cũng hay nuôi nhưng mà không nuôi được to như thế này. Chỉ có lần này là mình nuôi được nó to như thế này. Giờ mình đặt thử nó ở trên cây cà phê để xem thử nó có bay đi xa hay không. Chim này nó rất là sợ nếu mà nó thấy người, nhất là nó thấy con chó nhỏ nhỏ sợ rồi, nó bay rồi đấy, nó bay, nó không dám bay xa, nó bay lông vòng thôi. Nó bay gọi nó nhưng mà nó vẫn tới. Bay con này nè, mà nó muốn bay thì nó bay khỏe lắm rồi, nhưng mà nó chưa biết tự kiếm ăn, vì nó quen ở với người mình cho nó ăn miết rồi, nó cũng không biết tự đi kiếm thức ăn. Chim con này nếu mà nó có bay đi thì nó cũng chết vì nó chưa biết tự kiếm ăn. Nếu mà nó ở với mẹ nó thì nó con này là nó biết rồi, nó học cách kiếm ăn. Rất là đẹp, giống như chim mà nó tự nó ở trên rừng tự nhiên đậu đấy, bay lòng vòng thôi, nó không dám bay xa. Giờ mình bắt nó về, nó xem thử nó có bay đi hay không nhé mọi người. Bắt được xong mình bó nó rồi mình cho nó ăn rồi mình cho nó nghỉ ngơi. Chim này nó quen ở với người thì nó không sợ mấy. Chim cái đuôi cũng đủ dài rồi, cắn cũng nhiều rồi, bay đã khỏe rồi, nhưng mà nó quen ở với người rồi, nó không bay đi được. Nhưng mà nó lớn sau này thì không biết, nhưng mà cỡ này thì hiện tại bây giờ là nó không bay được vì nó chưa biết tự kiếm ăn. Giờ mình bó nó trong này rồi mình để nó ăn xong rồi cho nó về nghỉ đấy. Giờ lại xin ăn rồi, cho nó ăn xong tí nữa là cho nó về.
chưa biết tự kiếm ăn mà lại nó cũng biết tự ăn được. Thì có đút vào miệng của nó mới ăn được, mà xin rồi cho nó ăn thế thôi, nó quen từ nhỏ rồi. Cứ cho nó ăn nữa, không muốn ăn nữa là cho nó nghỉ. Giờ không ăn nữa. Thôi không ăn thì về nghỉ đi nhá. Mọi người thấy mình làm video này hay và thú vị nhớ like và đăng ký để ủng hộ mình nhé mọi người. Để theo dõi video mình lần sau mình tiếp tục làm video đó nhé mọi người. Bữa nay mình sẽ cố gắng làm video về chim. Nhưng mà mặc dù vụ này là mình chưa đến vụ chim mình để quay cho mọi người xem nhé. Để video lần sau mình thử đi kiếm tổ chim cho mào nữa, nhưng mà vụ này vẫn còn cho mào đẻ trứng. Mặc dù là vụ cuối rồi, cho mào vẫn còn đẻ trứng. Rồi cái bụng nó cũng no rồi, nó không muốn ăn nữa. Rồi cất để lại, để lần sau nó ăn tiếp nữa. Chắc vài phút sau nữa nó lại đòi nữa mà. Giờ mình cho nó nghỉ ngơi rồi. Mọi người đừng quên ủng hộ mình nhé mọi người, vì bữa nay mình rất là buồn, lượt xem thì cũng ít, không có lượt xem cho nên mình cũng không có cái hứng mấy. Mình làm video mới cho nên mình cũng hơi lâu lâu mình làm video. Là lý do là ít lượt xem cho nên mình không làm thường xuyên video về chim. Để lần sau thì mình sẽ cố gắng làm nếu mà được nhiều mọi người yêu thích video của mình. Video thì bên này làm thì có làm, nhưng mà mặc dù nó không hay thì mình vẫn phải cố gắng làm nha mọi người. Chào tạm biệt.